đậu bạc tức là kéo bạc nên nung chảy thành những sợi chỉ bạc rồi từ những sợi chỉ này chuyển thành những hình qua lá chim muông gắn vào những đồ trang sức đậu bạc phải làm thủ công chứ không thể làm bằng máy là một trong bốn nghề tinh hoa nổi tiếng của Hà Nội xưa, nghề đậu bạc ở làng Định Công thuộc quận Hoàng Mai đã có những thời kỳ phát triển rực rỡ, nhưng cũng có lúc bị mai một. Dẫu vậy hiện nay nghề đậu bạc tại Định Công vẫn đang được gìn giữ từ tâm huyết của người dân trong làng làng định công có những người thợ trẻ giản dị kiệm lời nhưng rất đổi tài qua họ lặng lẽ làm ra những sản phẩm đầu bạc tinh xảo được người việt nam và quốc tế rất yêu thích hiện cả làng chỉ còn duy nhất hai gia đình vẫn ngày ngày miệt mài giữ lửa cho nghề truyền thống của cha ông năm đời theo cái nghề của tổ tiên ông cha để lại thì cho đến giờ là cũng rất tự hào là đã giữ lại được cái nghề của mình mặc dù là cũng đã nhiều người ta rất yêu chuộng trong và ngoài nước nhưng để tồn tại thì là một cái vấn đề. Để nghề truyền thống không mai một, nhiều lớp truyền nghề đã được các nghệ nhân mở ra. Thực tế công việc này đòi hỏi tay nghề cao và để có một sản phẩm hoàn hảo phải mất tới hàng chục ngày công, thậm chí là lâu hơn. Vì thế chỉ khi thực sự yêu nghề, đam mê với nghệ thuật kéo chỉ bạc, người thợ mới có thể tạo ra một sản phẩm chất lượng và gắn bó lâu dài với nghề mất 2 3 tháng là bắt đầu làm được những sản phẩm đơn giản. Còn để làm những sản phẩm phức tạp thì phải qua 3 năm thì tôi mới bắt đầu làm được chỉnh chu thôi. Tôi đã làm được hơn 7 năm nhưng mà vẫn phải học hỏi thêm. Dù chỉ còn lại hai gia đình duy nhất trong làng, nhưng bằng sự tâm quyết nỗ lực của các nghệ nhân, nghề đậu bạc định công đang được nhiều người biết đến hơn và dần phục hồi trở lại. Hy vọng với sự tâm quyết, sự sáng tạo không ngừng của các nghệ nhân, làng nghề đậu bạc ở Định Công sẽ luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Từ đó tìm lại chỗ đứng cho những sản phẩm đã từng trang bóng một thời.